không quan tâm những thứ xung quanh mình. Và tôi là người dẫn đầu đoàn đua này. Tôi thật sự rất là mất thời gian. Tôi đã lựa đi lựa lại và cuối cùng tôi đã lựa cho mình một trang phục rất là nam tính. Tôi là người đầu tiên đặt chân vào căn phòng trang điểm và làm tóc. Tôi đã định hình sẵn cho mình là mình sẽ trang điểm như thế nào và phải làm gì. Vì thế khi bước vào căn phòng thì tôi đã làm rất là nhanh. Với những gì tôi đã lựa chọn thì tôi đã vô nguyên cái đầu của mình chai ra chai chè và xịt một đống keo lên cho nó cứng. Khi mà tôi vào phòng trang điểm thì Hen và Ly đang làm tóc trong đó. Những cái bộ quần áo mà Hen và Ly mặc trên người rất là đẹp. Tôi muốn thể hiện sự khoe khoắn nữa trong bộ trang phục nên tôi chọn cách là buộc gọn tóc ra đằng sau và để lộ gương mặt của mình. Và tôi đã hoàn thành xong mọi thứ và tiếp tục chặng đua của mình khi mà mọi người vẫn đang mới bắt đầu trang điểm và làm tóc.